Để khởi động chương trình tính cục kết cấu cục bê tông cốt thép, bạn double click vào icon trên màn hình. Thì chương trình khởi động sẽ ra sheet thông tin chung. Sheet này dùng để chứa các thông tin việc tính toán chương trình. Đó, bạn có thể thay đổi các số liệu phù hợp với công trình của bạn. Ở đây tôi thấy dự án bằng tên nhà cao tầng. Chủ đầu tư đặt tên là công ty. Hạng mục khối văn phòng. Thiết kế đặt tên là bạn, người kiểm tra là trưởng phòng. Mã công việc tùy theo bạn đặt. Ngày thiết kế bạn có thể đặt vào ngày hôm nay. Trước khi vào chương trình, tôi xin giới thiệu sơ về chương trình. Chương trình sẽ gồm những cái sheet bằng tính lần lượt theo các sheet. Đầu tiên là sheet Etap. Sheet Etap chứa những thông tin kích nội lực cột được copy từ file Etap. Bạn có thể tham khảo vào bảng tính column force bên Etap. Sheet tiếp theo là sheet level, ghi chứa các thông tin từ chiều cao các tầng có tòa nhà. Bạn có thể tham khảo vào table story data ở Etap. Sheet tiếp theo là sheet concession, chứa số liệu về tiết diện cột trong mô hình kết cấu. Sheet tiếp theo là sheet mass min, để chứa để lọc tính các nội lực lớn nhất trong cột của mô hình của bạn. Sheet tiếp theo là sheet column, cho phép bạn chỉ định cột bạn muốn tính. Sheet tiếp theo là sheet column, mục đích của sheet này là dùng để tính moment cộng thêm cho cột trước khi kiểm tra khả năng chịu lực của cột. Sheet tiếp theo là sheet VN section. Sheet VN section là sheet chính dùng để thiết kế cột, kiểm tra khả năng cột chịu uốn nén theo một phương hoặc hai phương đồng thời. Sheet tiếp theo là sheet shear. Sheet shear dùng để khả năng chịu cắt của cột. Sheet tiếp theo là sheet beam. Đây là sheet trong trường hợp bạn muốn kiểm tra cột chịu uốn thuần túy. Sheet tiếp theo là sheet report. Sheet này dùng để ghi lại các kết quả tính toán của bạn. Sheet tiếp theo là sheet table. Đây là bảng cắt ra bảng biểu được copy từ tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành. Ở đây là tôi áp dụng tiêu chuẩn TCVN 5574-2012. Sheet cuối cùng là sheet about, là chứa những thông tin tài liệu tham khảo về chương trình. Bạn có thể biết các phiên bản hoặc tài liệu tham khảo tại sheet này. Để bắt đầu tính toán, bạn quay trở lại sheet by etap. Sheet by etap copy các nội lực từ chương trình etap. Để bắt đầu tính toán, bạn quay vào chương trình etap. Đây chúng ta có chương trình etap mẫu. Để copy nội lực cột và các tham số của cột, đầu tiên bạn chọn các cột bạn muốn tính, select bằng cách bấm vào Line Offset Time, chọn cột, bấm OK. Sau đó bạn bấm vào nút Display Table để chọn các số liệu về cột. Thì bạn sẽ tham chiếu những các bảng này tương ứng với nhắc nhở từ bên chương trình như là bảng Column Force, level của bảng story data và concession của bảng frame session assignment. Quay trở lại chương trình etap, bạn sẽ vào building data, đánh dấu vào story data để copy số liệu tầng. Tiếp theo là bạn đến frame assignment và bạn đánh dấu frame session assignment. Để xuất nội lực, bạn vào bảng frame output, đánh dấu vào column force. Và cuối cùng bạn quay trở lại select column slot case. Trong thường khi tính cơ cột, bạn chỉ chọn tổ hợp nội lực tương ứng thiết kế cột. Đây tôi chọn select case compose. Trong mô hình này, người thực hiện đã chọn các tổ hợp nội lực từ FU01 tới FU05 dùng để thiết kế cột và tính kết cấu cột. Bấm OK để chọn, bấm OK để xuất kết quả bảng biểu. Bạn thấy bảng biểu sẽ thể hiện ba bảng chính: column force,
Frame Session Assignment và Story Data. Bạn chọn vào Column Force, bấm vào Edit để copy. Quay trở lại chương trình chính. Ở chương trình chính, bạn có thể xóa trước các bảng hoặc không xóa. Ở đây tôi đang xóa bằng Pass và số liệu từ Etap. Qua Sheet Level, quay trở lại chương trình Etap. Bạn quay vào bảng Story Data, Edit và Copy. Quay trở lại chương trình chính. Bạn có thể pass trực tiếp mà không cần phải xóa. Qua Sheet Column Session, quay trở lại chương trình Etap. Bạn chọn Frame Session Assignment, bấm Edit và Copy. Quay trở lại chương trình chính. Bạn có thể xóa trước khi có pass. Đặt con trỏ vào Cell Story, bấm nút Pass, bạn sẽ có số liệu. Như vậy là bạn copy đầy đủ số liệu từ chương trình Etap và bạn bắt đầu thực hiện tính toán. Để thực hiện tính toán, bạn quay trở lại Etap, bấm vào nút Start. Khi chương trình thực hiện xong, nó sẽ hiện lên hộp hội thoại Make New Report. Trường hợp bạn tính từ đầu, bạn bấm nút Yes. Trường hợp bạn tính từ đầu, bấm vào nút No. Ở đây tôi làm từ đầu, tôi bấm vào nút Yes. Thì số liệu sẽ xóa sạch dữ liệu từ Sheet Report. Quay trở lại chương trình Etap. Đây là chương trình có xét tới hệ số khích đại lực động đất. Trong trường hợp này, các lực động đất, tổ hợp lực động đất từ FU04, FU05 là ảnh hưởng lực động đất, tôi bấm vào nút Yes. Càng các tổ hợp trên không chịu ảnh hưởng lực động đất, tôi chọn nút No. Tiếp theo, bạn qua Sheet Mark Min, bấm vào nút Calculate để bắt đầu chương trình lọc số liệu nội lực lớn nhất trong các cột của mô hình kết cấu. Sau khi chương trình chạy xong, cái thông báo về chương trình đang chạy được xóa đi. Thì bạn sẽ thấy cột có những ô trống, đó là chứng tỏ là cột C1 này chỉ đến tầng LRUP là hết và không đến tới tầng mái. Tương tự với cột C2, nó chỉ đến kết thúc tới tầng LRUP và không tới tầng RUP. Tương tự với khúc các cột khác còn lại. Như vậy ta đã có nội lực lớn nhất cho tất cả các cột trong mô hình. Để tính toán, bắt đầu tới qua Sheet Column. Sheet Column này cho phép bạn chỉ định cột bạn muốn tính. Bạn nhập vào, bạn tùy chọn tại cell màu đỏ, chọn cột C1, bấm vào nút Assignment để lọc nội lực trong cột C1. Sau khi tính xong, ta chuyển qua Sheet Column để bắt đầu thiết kế cột chịu uốn nén. Đầu tiên, bạn sẽ tính moment cộng thêm. Trước hết, bạn phải cần nhập số liệu cần thiết cho cột. Ở đây tôi chọn cột bê tông B30, cột thép chính là SD390 và thép đai thép A1, lớp bê tông bảo vệ mặc định 25. Bạn chỉ cần nhấn vào nút Analyze Additional Moment để tính moment cộng thêm. Những chữ màu hồng, màu đỏ, bạn có thay giá trị chữ màu đỏ theo ý của bạn và bấm lại Reanalyze Additional Moment. Hoặc bạn có thể thay các điều kiện liên kết của cột. Ví dụ như bạn có thể thay vào hệ số tỷ lệ chiều dài cột ở nút màu đỏ hồng. Theo ghi chú như trên hình vẽ. Sau khi có moment cộng thêm, bắt đầu thiết kế cột. Bạn chuyển qua Sheet VN Session. Sheet VN Session ta có các nút. Đầu tiên, nút Copy Terminal Force, dùng để copy nội lực từ cột thiết kế. Nút Calculate NM Chart, mục đích là tính biểu đồ NM của tiết diện cột. Nút NM Checking, mục đích kiểm tra khả năng chịu lực của cột. Nút Show Design Column,
mục đích là thể hiện tất cả các thông số về tiết diện hình học của cột. Mình nút Write to Report để ghi kết quả tính toán và báo cáo. Đầu tiên bạn thấy những cái thông số bê tông đã được copy từ sheet A column như bê tông cấp độ bền B30, cốt thép RD390, thép loại A1. Đầu tiên sẽ nhấn vào nút Show Design Column để copy các tham số của cột. Như vậy là cột C1 từ tầng LRUP tới tầng B1. Bạn có thể nhìn vào các tham số của cột để chọn cột tính toán phù hợp. Ở đây tôi thấy cột, bạn có thể tính từ trên xuống dưới hoặc là từ dưới lên trên tùy bạn. Ở đây tôi tính từ trên xuống dưới. Bạn có thể nhìn vào các cột từ tầng LRUP tới tầng FL13 có cùng loại tiết diện. Như vậy tôi sẽ chọn tính từ tầng LRUP tới tầng FL13. Thay đổi tham số tiết diện cho phù hợp. Đây là tiết diện là 600 cùng với tiết diện Y và tiết diện 1000 cùng với tiết diện X. Thì khi nhập tham số, bạn thấy là thông báo là cốt thép không thỏa điều kiện cấu tạo, chúng ta là thép X. Bạn có thể thay đổi thép V20. Vẫn chưa thỏa điều kiện cấu tạo, bạn có thể thay đổi 4 thanh. Vẫn chưa thỏa điều kiện cấu tạo, bạn sẽ thay tiếp tục đây là 8 thanh. Như vậy, điều kiện cấu tạo đã thỏa theo thông báo. Sau đó bạn nhấn nút copy internal support để copy nội lực. Tính biểu đồ NM bằng cách nhấn nút Ctrl NM chart. Kiểm tra khả năng chịu lực của cột. Như vậy là sau khi kiểm tra bạn thấy cột đủ khả năng chịu lực, bạn kiểm tra biểu đồ NM các điểm nội lực của cột lần lượt theo trong biểu đồ NM X và NMI đều nằm trong đường biểu đồ, chúng ta cột khả năng chịu lực hợp lý. Sau khi tính xong cột từ tầng LRUP tới tầng FL13, bạn có thể ghi vào Write to Report bằng cách nhấn nút. Tiếp theo, bạn nhìn các cột cùng tiết diện từ FL12 cho tới FL9 cùng loại tiết diện. Bạn có thể nhập vào đây. FL12 đến FL9. Thay đổi tiết diện cho phù hợp. Khi đó, ta có thông báo là tiết diện thép X không thỏa điều kiện cấu tạo, bạn buộc phải thêm thép. Để thêm thép là 10 cây. Thép thỏa điều kiện cấu tạo. Bạn copy nội lực. Tính biểu đồ NM. Kiểm tra khả năng chịu lực. Ở đây ta có khả năng chịu lực lần lượt theo em phương Y và theo phương X. Và khả năng kiểm tra chịu uốn xiên đồng thời. Trong trường hợp này, với cái tiết diện theo mô hình cột và thiết kế cột thép thiết kế cột đủ khả năng chịu lực như trong thông báo Wood, ghi vào kết quả. Tiếp theo, theo số liệu của cột số 1, ta thấy cột từ tầng FL8 tới tầng FL5 có tiết diện giống nhau. Ta chọn cột thiết kế FL8 tới FL5. Thay đổi tiết diện cho phù hợp. Làm lần lượt. Ở đây ta cũng có thông báo là thép X không thỏa điều kiện cấu tạo, ta buộc phải thêm thép. Điều kiện cấu tạo thỏa, bấm vào nút copy nội lực. Tính biểu đồ NM, kiểm tra khả năng chịu lực. Như vậy là các cột từ tầng FL8 tới L5 đủ khả năng chịu lực. Ghi vào báo cáo. Tiếp theo ta chọn các cột từ tầng FL4 đến tầng mezzanine là có cùng tiết diện. Thay đổi tiết diện cho phù hợp. Copy nội lực. Tính biểu đồ. Trước khi tính biểu đồ, ta thấy rõ ràng cốt thép không thỏa điều kiện cấu tạo, buộc ta phải tăng cốt thép. Để tăng cốt thép thêm là 16 cây. Điều kiện cấu tạo thỏa. Tính NM, kiểm tra khả năng chịu lực. Rõ ràng với cốt thép và với tiết diện này, cột đủ khả năng chịu lực. Kiểm tra biểu đồ NM.
Ghi vào báo cáo khi kết quả tính toán hoàn thành. Tiếp theo, ta kiểm tra các cột từ các tầng ground level tới tầng B1 có cùng tiết diện. Ta nhập các tầng, thay đổi tiết diện cho phù hợp. Copy nội lực, tính biểu đồ NM, kiểm tra khả năng chịu lực. Sau khi tính toán, ta thấy cột đủ khả năng chịu lực và cú thép đặt cấu tạo đặt yêu cầu. Kiểm tra biểu đồ NM, thấy tất cả các điểm nội lực nằm hoàn toàn trong biểu đồ NM, ghi vào báo cáo. Như vậy đã tính toán xong cột chịu uốn nén. Ta có thể chuyển qua tính cột chịu cắt mà chuyển qua sheet shear. Cột chịu cắt thấy cái số liệu cũ mà không quan tâm số liệu cũ, mà chỉ cần bấm vào nút shear design. Số liệu sẽ được copy từ các sheet trước đó, bao gồm là sheet nội lực và sheet cốt thép. Ở đây bạn thấy nội lực được copy vào và nó đang tự động tính. Trong đó cốt thép chính được copy đường kính vừa kia và mũ gắn một số lượng thanh thép ít hơn cái số lượng thép bạn đã thiết kế trước đó. Với kiểm tra hàm lượng thép chính ít nhất, ta vẫn có đủ khả năng chịu lực. Như vậy ta không nhất thiết phải kiểm tra bố trí cốt thép cho giống cốt thép khả năng cục chịu uốn nén. Qua sheet beam, sheet này bạn chỉ dùng khi bạn muốn kiểm tra cột chịu uốn thuần túy, chỉ cần nhấn vào nút S-Beam Design. Theo kết quả tính toán thì các cột trong trường hợp này đều làm việc giống như là cột chịu uốn nén bằng cách thông báo như S-Column. Do vậy bạn không cần thiết phải kiểm tra cột chịu uốn thuần túy. Xem kết quả trên sheet report. Sheet report thể hiện các tính toán bạn đã ghi trước đó trong hợp cột chịu uốn nén. Để tính cột tiếp theo, bạn chỉ cần quay lại sheet column, chọn cột tiếp theo, ở đây tôi chọn cột C2 và làm các động tác tương tự như bạn đã tính. Như vậy bạn đã tính xong một cột. Về phần in ấn, tốt nhất bạn chỉ nên in trong các sheet VN Section và sheet Shear Design. Bạn có thể in trong quá trình bạn tính hoặc là bạn in kết quả trong report.